Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại biểu đồ thường gặp nhất ở cấp trung học phổ thông. Các em sẽ được hướng dẫn cụ thể nhất về các bước vẽ, cách đặt tên, chú giải và các công thức nhận xét, giải thích cho các loại biểu đồ. Các biểu đồ thường có trong các kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ, học sinh giỏi các cấp, thi tốt nghiệp, đại học, đó là biểu đồ tròn, biểu đồ kết hợp, biểu đồ đường, biểu đồ hình miền và biểu đồ hình cột. Bột lớn, xin mời các em cùng tìm hiểu cách vẽ biểu đồ hình tròn nhé. Bột, từ chìa khóa để nhận biết khi nào thì vẽ biểu đồ hình tròn, đó là khi xuất hiện từ chìa khóa cơ cấu hoặc quy mô cơ cấu các em nhé. Xin nhắc lại, đó là cơ cấu hoặc quy mô cơ cấu thì các em nhớ vẽ biểu đồ hình tròn. 2. Đơn vị vẽ biểu đồ hình tròn phải là phần trăm, các em chú ý nhé. 3. Ví dụ dạng biểu đồ hình tròn thứ nhất. Đây là loại biểu đồ hình tròn dễ, thường ra trong các kỳ thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ. Loại này dễ vì đã có phần trăm rồi. Các em chỉ việc vẽ mà không phải tính phần trăm và tính bán kính hình tròn là giờ. Ta đi vào ví dụ thứ nhất các em nhé. Cho bảng số liệu, tỷ trọng GDP, phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kỳ năm 1960 và 2016. Đơn vị là phần trăm. Năm 1960, nông nghiệp là 4%, công nghiệp là 34%, dịch vụ 62%. Năm 2016, nông nghiệp còn 1%, công nghiệp giảm còn 19%, dịch vụ tăng lên 80%. Câu A, vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kỳ 1960 và 2016. Câu B, qua biểu đồ hãy rút ra nhận xét cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế Hoa Kỳ thời gian trên. Qua yêu cầu của đề, ta thấy xuất hiện từ chìa khóa cơ cấu, mà có từ cơ cấu, thời gian lại chỉ có 2 năm, nên chắc chắn chúng ta sẽ phải vẽ hình tròn các em nhé. Bài làm. Bước 1, các em vẽ hai hình tròn bằng nhau nhé. Vì bài tập này số liệu tương đối phần trăm, nên ta không có cơ sở vẽ hình to, nhỏ mà vẽ hai hình bằng nhau. Bước 2, các em ghi năm 1960 và 2016 dưới các biểu đồ hình tròn. Bước 3, sau khi các em vẽ hai hình tròn bằng compa hoặc dùng hai cây bút để vẽ, thì các em tiến hành vẽ các đối tượng vào biểu đồ tròn năm đầu tiên là 1960. Các em chú ý, cả hình tròn là bằng 360 độ, tức là 1% thì bằng 3,6 độ, 25% thì bằng 90 độ, 50% thì bằng 180 độ các em chú ý nhé. Xin nhắc lại, 1% thì bằng 3,6 độ. Các em bắt đầu vẽ đối tượng thứ nhất lên biểu đồ là nông nghiệp 4%. Nào các em, chúng ta vẽ theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu tại 12 giờ. Các em biết rằng 4% là 14,4 độ. Ta vẽ đường thứ hai một góc hơn 14 độ. Sau đó ta đưa số 4% vào biểu đồ và các em nhớ đóng khung lại. Nếu nhỏ quá không ghi 4% được thì các em để ngoài hình tròn như ví dụ này nhé. Tiếp theo, các em vẽ phần công nghiệp là 34%. Các em vẽ đường thứ 3 so với đường thứ 2, một góc khoảng 120 độ. Sau khi vẽ, các em đưa số liệu 34% vào biểu đồ và đóng khung lại. Nhớ chỉ ghi 34, chứ không ghi 34% các em nhé. Phần còn lại đương nhiên là của ngành dịch vụ 62%, các em không phải vẽ mà chỉ việc ghi 62 vào thôi. Sau đó vẫn đóng khung lại nhé. Nhắc lại, các em nhớ đóng khung số liệu lại. Sau khi vẽ xong hình thứ nhất năm 2006, các em tiến hành vẽ biểu đồ hình tròn năm thứ hai 2016, cũng như hình thứ nhất. Đầu tiên cũng bắt đầu từ vị trí 12 giờ, ta vẽ phần nông nghiệp là 1%, tức 3,6 độ. Các em vẽ đường thứ hai so với đường thứ nhất một góc 3,6 độ. Sau đó các em đưa số 1 vào biểu đồ và đóng khung lại. Nhưng do nhỏ quá ta bỏ bên ngoài biểu đồ, các em nhớ nhé. Theo ta vẽ đường thứ ba, ngành công nghiệp là 19%, nên ta vẽ một góc 68 độ. Sau đó các em đưa 19% vào biểu đồ, rồi nhớ đóng khung lại. Các em chỉ ghi 19, chứ không ghi 19%. Phần còn lại là của ngành dịch vụ là 80%. Các em đưa 80 vào và đóng khung lại nhé. Bước thứ tư, các em chú giải cho biểu đồ. Ta vẽ hai hình tròn, nhưng chỉ cần một chú giải thôi các em nhé. Ví dụ ta chú giải, nông nghiệp là các chấm, công nghiệp là các gạch chéo, dịch vụ là các hình vuông. Bước thứ năm, các em đặt tên cho biểu đồ với công thức. Biểu đồ thể hiện cái gì, của ai, thời gian nào. Các em chú ý, tên biểu đồ là yêu cầu vẽ biểu đồ của đề, mà ta bỏ chữ vẽ đi. Tên biểu đồ thường đặt dưới biểu đồ. Cụ thể tên biểu đồ này sẽ là biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kỳ năm 1960 và 2016. Bước thứ 6, ta nhận xét biểu đồ. Ta sẽ nhận xét về cơ cấu là đối tượng nào nhiều, đối tượng nào ít, rồi nhận xét về thay đổi, đối tượng nào tăng, đối tượng nào giảm. Nhận xét biểu đồ tròn giống nhận xét biểu đồ miền các em nhé. Ví dụ nhận xét biểu đồ này ta sẽ nhận xét như sau. Dựa vào biểu đồ đã vẽ, ta thấy
Từ năm 1960 đến năm 2016, cơ cấu GDP của Hoa Kỳ có sự thay đổi. Dịch vụ chiếm cơ cấu lớn nhất, xu hướng tăng 62% mở ngoặc đơn năm 1960 đóng ngoặc đơn, tăng lên 80% mở ngoặc đơn năm 2016 đóng ngoặc đơn. Các em chú ý thế nhé. Nông nghiệp chiếm cơ cấu nhỏ nhất, xu hướng giảm 2.2,4% năm 1960, giảm xuống còn chỉ 1% năm 2016. Công nghiệp về cơ cấu có xu hướng giảm 34% năm 1960, giảm xuống còn 19% năm 2016. Trên đây là công thức nhận xét biểu đồ hình tròn, cũng như hình viền các em cần chú ý. Ví dụ 2. Đây là dạng khó nhất, vì chưa có phần trăm để vẽ, ta phải tính phần trăm rồi mới vẽ được, đồng thời ta phải tính nghe giờ, bán kính của hình tròn để thể hiện quy mô to nhỏ hình tròn, cũng như phải giải thích cho biểu đồ. Ví dụ 2, cho bảng số liệu sau. Giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta năm 2005 và năm 2015, đơn vị 1.000 tỷ đồng. Năm 2005, tổng số ngành là 129,1 nghìn tỷ đồng, trong đó trồng trọt là 101,1 nghìn tỷ đồng, chăn nuôi 24,9 nghìn tỷ đồng, dịch vụ 3,1 nghìn tỷ đồng. Năm 2015, tổng số ngành 540,2 nghìn tỷ đồng, trong đó trồng trọt là 396,7 nghìn tỷ đồng, chăn nuôi 135,2 nghìn tỷ đồng, dịch vụ 8,3 nghìn tỷ đồng. A. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành ở nước ta năm 2005 và năm 2015. B. Nhận xét và giải thích cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành ở nước ta năm 2005 và năm 2015. Các em chú ý từ chìa khóa, quy mô cơ cấu xuất hiện. Như vậy chúng ta sẽ phải vẽ biểu đồ hình tròn các em nhé. Chúng ta đi vào bài làm. Bước 1, ta phải xử lý số liệu ra phần trăm để vẽ các em nhé. Cách tính phần trăm, các em lấy thành phần nhỏ, chia tổng số rồi nhân 100%, đơn vị là phần trăm. Ví dụ năm 2005, ta tính như sau. Ta lấy thành phần là ngành trồng trọt, 101,1 chia cho tổng số năm 2005 là 129,1 rồi nhân 100, kết quả bằng 78,3%. Các thành phần khác, các năm khác, các em cũng tính tương tự nhé. Áp dụng công thức trên, chúng ta tính ra được kết quả như sau. Bước 2, tính bán kính nghe giờ, tức là tính bán kính hình tròn to, nhỏ để vẽ. Vì đề này yêu cầu vẽ quy mô, cơ cấu các em nhé. Ta thấy tổng số năm 2005 nhỏ hơn tổng số năm 2015, nên ta chọn EG năm 2005 là 1, EG năm 2005 bằng 1 đơn vị bán kính. Vậy thì EG năm 2015 là bao nhiêu các em? EG năm 2015 ta tính như sau, tổng số năm 2015 là 540,2 chia 129,1 rồi căn bậc 2 sẽ bằng 2 đơn vị bán kính. Tức là bán kính hình tròn năm 2015 gấp 2 lần bán kính năm 2005. Các em nhé! Tóm lại, muốn tính EG, ta cho tổng nhỏ EG bằng 1, sau đó lấy tổng to chia tổng nhỏ, rồi căn bậc 2 sẽ ra EG lớn hơn. Bước 3, các em vẽ hai biểu đồ hình tròn như ví dụ 1, nhưng chú ý hình tròn năm 2015 to gấp đôi hình 2005. Vì EG 2015 bằng 2 lần EG năm 2005. Các em chú ý điều này nhé. Bắt đầu vẽ nào. Năm 2005, ta bắt đầu vẽ tại kim 12 giờ đường thứ nhất. Ngành trồng trọt chiếm 78,3%, tức khoảng 281 độ. Các em vẽ đường thứ hai so với đường thứ nhất một góc 281 độ. Sau đó các em ghi 78.3 vào và đóng khung số liệu lại. Các em vẽ tiếp đường thứ ba cho ngành chăn nuôi là 19,3%. Đường thứ 3 so với đường thứ 2 là một góc khoảng 69 độ, vì lấy 19,3% nhân 3,6 độ ra 69 độ. Sau đó các em ghi 19,3 vào và đóng khung số liệu lại. Nói chung giống ví dụ 1 các em ạ. Phần còn lại là 2,4% của ngành dịch vụ. Các em vẽ vào và đóng khung lại. Nếu nhỏ quá các em ghi bên ngoài biểu đồ. Sau khi vẽ năm 2005, ta lại tiếp tục vẽ năm 2015. Ta bắt đầu vẽ tại kim 12 giờ đường thứ nhất. Ngành trồng trọt chiếm 73,5%, tức khoảng 271 độ. Các em vẽ đường thứ hai so với đường thứ nhất một góc 271 độ. Sau đó các em ghi 73,5 vào và đóng khung số liệu lại. Các em vẽ tiếp đường thứ ba cho ngành chăn nuôi là 25%. Đường thứ ba so với đường thứ hai là một góc khoảng 90 độ. Vì lấy 25% nhân 3,6 độ ra 90 độ. Sau đó các em ghi 25 vào và đóng khung số liệu lại. Phần còn lại là 1,5% của ngành dịch vụ. Các em vẽ vào và đóng khung lại.
Nếu nhỏ quá các em ghi bên ngoài biểu đồ. Bước thứ tư, các em chú giải cho biểu đồ. Ta vẽ hai hình tròn, nhưng chỉ cần một chú giải thôi các em nhé. Ví dụ ta chú giải, trồng trọt là các chấm, chăn nuôi là các gạch, gạch, dịch vụ là tô màu nâu. Bước thứ năm, các em đặt tên cho biểu đồ với công thức. Biểu đồ thể hiện cái gì, của ai, thời gian nào. Các em chú ý, tên biểu đồ là yêu cầu vẽ biểu đồ của đề, mà ta bỏ chữ vẽ đi. Tên biểu đồ thường đặt dưới biểu đồ. Cụ thể tên biểu đồ này sẽ là biểu đồ thể hiện quy mô, cơ cấu giá trị nông nghiệp phân theo ngành nước ta năm 2005 và 2016. Bước thứ 6, ta nhận xét biểu đồ. Ta sẽ nhận xét về cơ cấu là đối tượng nào nhiều, đối tượng nào ít, rồi nhận xét về thay đổi, đối tượng nào tăng, đối tượng nào giảm. Dùng ví dụ một các em ạ. Ví dụ nhận xét biểu đồ này ta sẽ nhận xét như sau. Dựa vào biểu đồ đã vẽ ta thấy, từ năm 2005 đến năm 2015, cơ cấu giá trị ngành nông nghiệp nước ta có sự thay đổi. Trồng trọt chiếm cơ cấu lớn nhất, xu hướng giảm 78,3% mở ngoặc đơn năm 2005, đóng ngoặc đơn, giảm xuống 73,5% mở ngoặc đơn năm 2015, đóng ngoặc đơn. Các em chú ý thế nhé. Dịch vụ nông nghiệp chiếm cơ cấu nhỏ nhất, xu hướng giảm 2,4% năm 2005, giảm xuống còn chỉ 1,5% năm 2015. Chăn nuôi về cơ cấu có xu hướng tăng 19,3% năm 2005, tăng lên 25% năm 2015. Bước thứ 7, giải thích cho biểu đồ. Giải thích cho biểu đồ là trả lời câu hỏi tại sao tăng, tại sao giảm, tại sao nhiều, tại sao ít. Chú ý dùng kiến thức đã được học để giải thích các em nhé. Ta giải thích yêu cầu của bài này như sau. Trồng trọt chiếm ưu thế do nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi, do nhu cầu lớn về lương thực cho trong nước và xuất khẩu. Chăn nuôi đang được nhà nước quan tâm, dịch vụ nông nghiệp chưa được quan tâm phát triển để phục vụ cho trồng trọt và chăn nuôi, do nước ta chủ trương đưa chăn nuôi thành ngành chính, tác động của nền kinh tế thị trường. Như vậy là các em vừa tìm hiểu xong cách nhận biết, các bước vẽ và nhận xét, giải thích hai dạng biểu đồ hình tròn. Chúc các em có nhiều thành tích trong học tập và may mắn trong cuộc sống. Hãy đăng ký kênh và chia sẻ để có động lực ra video tiếp theo các em nhé. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran.